Bà con ơi, ai cũng biết chuối đúng không? Chuối là một loại nó rẻ tiền nhất, nó tốt cho sức khỏe nhất. Hiện nay nó 107 quốc gia trên vùng nhiệt đới là nhiều, nhiều lắm. Bởi vì chuối nó rất tốt cho kali VIP nè, chuối nè, cholesterol nè, đó, thấy không, natri nè, kali nè, sơ, đường. Và nó có vitamin C8, C7. Tên khoa học của chuối là Misa. Đó, loại Musa này nó cải thiện lực đường trong máu, nó hỗ trợ chống ung thư quá. Tốt chưa? Tốt, bà con thấy tốt quá đúng không? Đó, nó vậy mà nó rồi thì nó còn tiêu hóa hỗ trợ cho giảm cân, sức khỏe về thận. Nhưng mà người không ăn, đó là những người có bệnh đang bị đau sâu răng. Thừa cân, dạ dày. Có bệnh dạ dày nha, thừa cân sâu răng là không ăn chuối. Mà còn nữa, béo phì là không ăn chuối. Bệnh tiểu đường, chè chuối cũng không ăn. Suy thận không ăn chuối. Đang đau đầu, chuối cũng không ăn ha. Chuối thì nam ăn nam ăn 2 trái một ngày. Có nơi người ta gọi là nam ăn 2 quả một ngày. Mà nữ ăn thì 1 trái rưỡi, là 1 quả rưỡi một ngày. Mà chuối thì vỏ xanh, nó tốt hơn vỏ vàng nha bà con. Đó, cho nên bà con chú ý rồi này, khi mua, khi ăn, chúng ta ăn vỏ xanh nó tốt hơn vỏ vàng bà con ạ. Đó nha bà con. Cho nên bà con nhớ nè, những người mà không ăn chuối là những người đang ăn kiêng. Rồi kiêng ăn là đau sâu răng nè, thừa cân nè, dạ dày, béo phì, tiểu đường, suy thận, đau đầu. Vỏ xanh nó tốt hơn là vỏ vàng. Như vậy thì nam ăn 2 trái là 2 quả đó, nữ ăn trái rưỡi là quả rưỡi. Bà con ơi, chào chào bà con, mạnh khỏe, vui vẻ, mạnh khỏe bà con ơi.